Thiếu tài tử chính. Làm xong rồi. Người ta sao mà đến lượt mình chứ? Lần này hả? Chúc mình à. Giờ như bữa nay nó cho mình đi cái phòng có mai phòng hôn gì á. Ồ vậy hả? Bây giờ mình có show hay là mình đi lên đi chơi? Có show. Tới 9 giờ mình mới có show. Dạ đúng rồi. Có show. Dạ. 8 giờ 45 Lên sân nhuyễn lắm rồi. Còn cái tay kìa. Trời ơi anh chứ. Nhìn qua đây em Nam Phương. Bây giờ cũng đi lên. Nâng ly hết rồi. Xin chúc mừng. Có hết. Nâng ly nãy người ta ký theo mình, nâng ly chúc mừng à. Mà qua ba chúc mừng nâng ly. Cái này là hôm nay là cái ngày họp mặt của tất cả anh chị Phương, rất là hân hạnh được quen gặp những anh chị đây, còn là thân nhân với nhau thôi chứ không phải gọi là đồng hành nữa. Nâng ly. Cảm ơn ban tổ chức rất là nhiều. Rất là thú kỳ, bạn có thấy sắc nhiều anh mà chị Mấy Hương đó, còn nhiều chị khác nữa, ví dụ Tây Nha Trang, đó là những người đóng góp cho cái cuộc hội bộ phu nhân này rất là thành công, rất là vui vẻ. Hy vọng là tất cả là anh chị đều vui vẻ như vậy. Rồi năm nay lần nữa xin mời ban tổ chức rất là thành công ở Louisiana tới giờ này đó, thì hy vọng là nếu mà cái video này bỏ lên thì anh học sinh Phú Yên có dịp á thì lên tham gia cho nó vui. Cảm ơn ban tổ chức tạo ra những dịp vui cho anh em. Rồi hai người cùng nâng ly nhau, chị cùng nâng ly chiêu. Chúc Xin cảm ơn. Em tới anh bắt cái đạn. Có đi ra biển không? Không có đâu. Không có ok, cùng nâng ly, cùng nâng ly. Chị cổ đang nâng ly, ok. Hẹn gặp. Hương là không cần phải mặc, nghĩa là hữu xạ tự nhiên thơm.
không bằng cái mặt và thấy không được. The beach, okay, the island. The beach, lunch over there. Well, the last year, lunch already, winter close, winter close. Lunch on the island, 12 to 2, then 12 to 1:30, lunch. We'll lunch here. Hôm đó ngày mai á là 11:30 là lâm nha, lâm nha, nó 2 giờ là nó cửa, 3 giờ nữa. Được chưa? Rồi. Rồi. Điều xíu đi, đỡ tay xuống. Okay. Đèn á. Không, nó đi chậm. Ok, 1, 2, 3. Bây giờ khách thân cho cảm tưởng bữa tiệc hôm nay. Hôm nay đại diện không ai chào hỏi hết mình. Đại diện mà. Bữa nay mà đại diện khách thân trưởng ở đây đi bên kế sinh, anh phải mặc đồ vô thế chỗ. Ok. Anh khách thân tại sao bữa nay đi xây xong quá vậy? Đây này, đây là khách thân cảm tưởng. Ngày lái ngày đầu chứ ngày mai còn xây sống hơn nhiều nữa. Quá vui, quá vui. Quá vui. Quá vui. Anh chị em đến là tham dự quá vui. Bye bye. Em có đặc biệt cả ly Togo ngon quá vậy. Chà. See you tomorrow. Hello, bye bye. Hello Hiền, hello chưa? Bye. Bye.
Okay, yeah.